Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Đức Cảnh Yêu Bonsai xin chia sẻ với quý vị và các bạn kỹ thuật trồng, chăm sóc và nhân giống đối với cây đào tiên. Đây là cây đào tiên trên màn hình cho các bạn đang quan sát. Thứ nhất là đối với đất trồng chúng ta sử dụng bất kỳ loại đất nào, trong đó đảm bảo thành phần đất tơi xốp. Và giá thể đất chúng ta trồng gồm có 50% là đất thịt hoặc là đất pha cát, cộng với 50% còn lại bao gồm có sơ dừa, chấu, cho, có bỏ lạc nữa càng tốt. Vậy tổng là 100% giá thể đất để trồng chăm sóc cây. Khi chúng ta trồng chăm sóc cây, khi cây khỏe mạnh và thân cành cứng cáp, lá màu xanh thẫm như chúng ta đã quan sát, thì cứ trung bình về chế độ bón phân là một quý chúng ta bón một lần, như vậy một năm chúng ta sẽ bón thành 4 lần. Đối với phân bón của cây đào tiên, đây là cây dễ trồng, dễ sống, dễ chăm sóc và ưa được nhiều loại phân bón, do đó chúng ta không cần phải quan tâm nhiều về chế độ phân bón. Tuy nhiên chúng ta cần lựa chọn các loại phân bón như sau. Thứ nhất là chúng ta có thể tận dụng phân bò khô hoặc là phân chuồng đã hoai mục. Chúng ta mỗi lần bón chúng ta sẽ bổ sung vào khoảng 30% giá thể đất trồng của cây. Hoặc cây có thể được bón phân bằng phân hữu cơ, phân vi sinh chúng ta mua ở vựa về. Thời gian, thời lượng bón cũng tương tự như đã hướng dẫn chúng ta trồng đối với bón phân chuồng, phân bò. Đối với độ ẩm của cây, đây là cây chịu khô ráo trong thời gian nhất định và có thể khả năng chịu được độ ẩm ướt. Do đó về chế độ chăm sóc cây thì chúng ta cần phải đảm bảo cây vừa đảm bảo ẩm ướt nhưng phải đảm bảo thoát nước, không để cây úng nước trong thời gian dài, Đối với chế độ ánh sáng của cây, đây là cây chịu được ánh sáng tự nhiên, 100% ánh sáng ngoài tự nhiên, do đó khi chúng ta trồng chăm sóc, trừ khoảng thời gian khi chúng ta mới ươm hoặc cây đang còn non yếu, khi chúng ta mới trồng, mới phát triển thì chúng ta để cây trong ánh sáng bán phần, tức là 50%. Còn sau khi cây đã khỏe mạnh, cứng cáp thì chúng ta đưa vào trồng chăm sóc ở ngoài ánh sáng tự nhiên ngoài trời. Đối với chế độ diệt trừ sâu bệnh, cây đầu tiên cây dễ trồng, dễ sống và khỏe mạnh, ít xảy ra trường hợp bị sâu bệnh tấn công. Tuy nhiên, đối với bất kỳ loại cây nào thì cũng đều có khả năng xảy ra sâu bệnh. Trong đó một số các loại trường hợp chúng ta cần kịp thời phát hiện và chúng ta diệt trừ như sau. Một là cây có thể bị sâu đục thân. Trong trường hợp xảy ra sâu đục thân, đục cành thì chúng ta có hai phương pháp để diệt. Diệt thứ nhất là chúng ta sẽ dùng kim loại dài và nhỏ vừa với kích thước của đường đục thân mà sâu đã tấn công vào thân và tay cành để chúng ta luồn vào. Chúng ta sẽ dùng lực chúng ta xoay đều để diệt trừ sâu bệnh. Hai là chúng ta có thể mua thuốc bán các vựa bán thuốc diệt trừ sâu bệnh đối với sâu đục thân, để chúng ta nhỏ giọt với tỷ lệ vừa phải theo hướng dẫn để chúng ta diệt. Trường hợp sâu bệnh tiếp theo đó là cây có thể bị chảy mủ. Trong trường hợp cây bị chảy mủ thì chúng ta cần kịp thời chúng ta làm các cái kỹ thuật như chúng ta cạo phần bị chảy mủ, bị tổn thương ở cây, sau đó chúng ta mua thuốc để liền sẹo về, chúng ta bôi liền sẹo và đảm bảo khô ráo cho cây. Đối với trường hợp sâu bệnh tiếp theo đó là cây có thể bị tấn công bởi ong, nhất là đối với cây sau khi mới ra hoa và kết trái thì các trái non lúc này các lớp vỏ của trái đang còn mềm, các ong chích và tấn công vào trái vỏ quả dẫn đến là hư thối quả. Như vậy đối với cây đầu tiên khi chúng ta trồng chăm sóc về mục tiêu chúng ta lấy quả, hoặc là khi chúng ta trồng bonsai nếu quả mới ra mà bị tấn công bởi ong thì sẽ dẫn đến nhanh chóng hư thối quả, do đó không đạt được mục đích của chúng ta đã đặt ra. Đối với kỹ thuật trồng và chăm sóc cây đầu tiên để ra quả xin chia sẻ với quý vị và các bạn như sau. Thứ nhất, về điều kiện cần và đủ đó là cây phải được trồng chăm sóc ít nhất trong khoảng thời gian khoảng 5 năm hoặc có thể là hơn 5 năm tùy từng vùng miền.
Tuy nhiên trong trường hợp mà chúng ta chăm sóc cây đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và sức khỏe thì cây có thể ra hoa quả ra hoa trong phạm vi khoảng tầm 4 đến 5 rưỡi đến 5 năm. Đây là hình ảnh của quả cây và hoa cây đầu tiên chúng ta đang quan sát trên màn hình. Để cây ra hoa ra quả đúng ý định của chúng ta sau khi đã đạt được các điều kiện cần và đủ nơi trên thì chúng ta cần phải thực hiện chế độ bón phân. Về thực hiện chế độ bón phân thì chúng ta dùng phân hữu cơ, phân bò, hoai mục vân vân đã như đã hướng dẫn. Tuy nhiên chúng ta cần áp dụng thêm về mặt kỹ thuật, đó là chúng ta sử dụng phân NPK với các bước thực hiện như sau. Một là sau khi chúng ta đã trồng cây đảm bảo được số lượng thời gian đã nêu trên trong khoảng 4 năm thì để cây ra quả nhiều và ra một cách đồng loạt. Tuy nhiên trong trường hợp chúng ta không áp dụng biện pháp hướng dẫn sau đây thì cây vẫn có thể ra hoa ra quả một cách bình thường nhưng chất lượng quả và mật độ của quả là không nhiều. Để quả ra một cách đồng loạt và nhiều hoa, nhiều quả thì chúng ta áp dụng như nội dung chúng tôi đang hướng dẫn, đó là chúng ta cần sử dụng NPK với tỷ lệ nitơ phosphor cao hơn hẳn so với tỷ lệ của kali ở trong giai đoạn đầu. Đến giai đoạn giữa thì chúng ta quan sát thấy cây đã có đảm bảo về sự phát triển mạnh mẽ về tay cành và sức sống tốt thể hiện qua màu sắc cành lá vân vân, thì chúng ta lựa chọn tỷ lệ của phosphor và kali cao hơn tỷ lệ của nitơ. Và đến một thời gian tiếp theo nữa chúng ta quan sát thấy cây đã bắt đầu hình thành các nụ thì chúng ta sẽ chọn tỷ lệ của phosphor và kali nhiều hơn nitơ, đặc biệt là tỷ lệ của kali trội hẳn so với các tỷ lệ còn lại. Về chế độ nhân giống đối với cây đầu tiên thì chúng ta có thể tiến hành nhân giống một số các cái biện pháp cụ thể như sau. Thứ nhất là được nhân giống bằng hạt. Bằng hạt thì sau khi quả đầu tiên đã già và chúng ta tiến hành đập bỏ vào quả đầu tiên, chúng ta nếu trường hợp chúng ta thịt hoặc cơm của quả đầu tiên vào mục đích khác nhau như ngâm rượu hoặc một số mục đích khác nhau thì chúng ta lựa chọn cái hạt hạt của cây đầu tiên màu trắng màu dẹt và chúng ta lựa chọn rửa sạch, chúng ta phơi khô. Sau khi phơi khô rửa sạch thì chúng ta sẽ lựa chọn chúng ta đất giá thể đất chúng ta ươm, và nhất là chúng ta nên ươm vào dịp mùa xuân là tốt nhất, hoặc bình thường chúng ta có thể ươm vào bất kỳ lúc nào. Sau một thời gian thì hạt bắt đầu là ra chồi và phát triển một cách bình thường. Chúng ta quan sát thấy cái cây phát triển lên còn với kích thước tỷ lệ khoảng tầm 20 cho đến 40 cm, cảm thấy cây thực sự khỏe mạnh cứng cáp thì chúng ta sẽ tiến hành nhân giống và chúng ta trồng ra chậu, đồng thời kết hợp uốn thảo thế bonsai tùy theo sở thích, hoặc là chúng ta trồng vào vườn để lấy quả tạo phong thủy vân vân. Trường hợp thứ hai là chúng ta có thể là chiết cành. Đối với trường hợp chiết cành thì áp dụng giống các biện pháp chiết như các cái cây khác. Tuy nhiên để đảm bảo được chắc chắn là thành công thì chúng ta sau khi chúng ta đã gọt vỏ ở giai đoạn chỗ khu vực chúng ta mục đích chúng ta chiết thì chúng ta cần bôi thêm cái thuốc kích thích ra rễ vào với tỷ lệ vừa phải, và chúng ta lựa chọn giá thể đất để chiết buộc để tạo rễ với cái độ độ tơi xốp và độ mùn cao. Và sau khi cho đó chúng ta dùng túi bóng màu trắng chúng ta cuốn vào để và chúng ta tưới ẩm nước thường xuyên. Mục đích dùng túi bóng trắng để chúng ta quan sát cái sự hình thành phát triển của bộ rễ. Sau khi một thời gian thấy bộ rễ sẽ hình thành và chuyển thành từ màu trắng sang màu vàng là lúc bộ rễ đã sinh trưởng phát triển khỏe mạnh, thì chúng ta có thể tiến hành cắt cắt ở phần dưới của cái phần chúng ta chiết và chúng ta đưa vào dâm để ta trồng. Biện pháp nhân giống thứ ba là chúng ta có thể là bằng biện pháp là dâm cành. Chúng ta lựa chọn các cái cành thực sự khỏe mạnh cứng cáp. Lưu ý là chúng ta không không sử dụng các cành quá già. Sau khi đó chúng ta sẽ tiến hành chúng ta cắt cái ngọn gọn và chúng ta mang vào chúng ta ngâm vào kích thích ra rễ. Sau khi ngâm vào kích thích ra rễ xong thì chúng ta sẽ tiến hành dâm vào giá thể đất, chủ yếu là thành 80% là cát và trộn thêm tỷ lệ 20% đó là xơ dừa và đất thịt, đất mùn. Chúng ta dâm vào trong khu vực bóng mát thì trong một thời gian nhất định khoảng 5 tháng thì bắt đầu là hình thành bộ rễ. Sau khi chúng ta quan sát thấy cây hình thành bộ rễ và có sự đâm chồi nảy lộc thì chúng ta thấy khỏe mạnh thì chúng ta tiến hành chúng ta
phát triển để trồng ra các cái chậu ra khu vực đất nền vân vân theo ý định. Một trong những lưu ý xin chia sẻ với quý vị và các bạn đó là thứ nhất là đối với hiện tượng của cây khi chúng ta thấy cây đang xanh tốt khỏe mạnh mà tự nhiên rụng lá vàng lá thì đó có thể là cây rụng lá để ra chồi mới. Nếu kiểm tra thấy bị úng nước thì chúng ta cần phải thay đổi trái thể đất và đảm bảo thoát nước tốt. Thứ hai là sau khi chúng ta mới trồng vào chậu, khi giai đoạn cây còn non mà cây đã ra hoa để chuẩn bị kết trái thì chúng ta nên vặt bỏ tất cả các loại hoa nêu trên để đảm bảo cây không bị dồn dinh dưỡng để nuôi hoa nuôi quả, như vậy cây mới đảm bảo sức sống tốt. Vâng, chúc các bạn thành công, mong các bạn like, chia sẻ và ủng hộ kênh của mình. Chào tạm biệt các bạn.